xuống tàn hết trơn luôn, quá cho mặt tàn rồi đó mày. Tháp nhân có nứt dưỡng mà. Ừ. Ừ. Khoét á, khoét đi. Thì sáu đang bắt sâu ha, mặt trắng vô hết trơn luôn cả nhà, ngon biết không? Khoét 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 khoét, đừng có cắt nha. Nó cùng màu hả? Nó cùng màu vậy? Cắt từng miếng nhỏ nhỏ, đẹp. Chiếc con đẹp nha. Ồ, tại 2 lít khỏe hay không? Hả? Cái đẹp đẹp á. Thì nó dưới 2 lít mặt, chất ngoài. Em xin chào cô chú anh chị mình ha. Chúc cô chú anh chị mình có thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc nha cả nhà. Thì hôm nay em và em Tâm và Dương Sáu đi rừng đi thăm dàn kèo cả nhà. Bị gì? Đi rửa thao đi. Chai nước bự đâu? Mà mấy anh em thăm dàn kèo này. Vừa tới một tổ ong nha, để em quay cho cả nhà mình xem. Đây nha, tổ ong. Nó biết tổ ong. Giờ em và em Tâm sẽ tiến hành lấy cái nhà ha. Ủa, tổ ong này giờ xuống tàn hết rồi Tâm ơi. Xuống tàn hết. Nhìn sao em thì lội bên mé bên kia cả nhà. Còn em và em Tâm thì đi chung một láng ha. Có đúng không? Không. 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 Khai trương lúc mới của anh luôn. Anh mới là hôm qua chưa có hỏi được phần nào. Giờ mình sẽ tiến từ từ vô tổ ong cả nhà ha. Tổ ong này thì mấy anh em cắt biết bao nhiêu quận rồi đó. 5-6 quận vậy. Nay nó còn bự dữ trời đó. Giờ thấy không ạ? Quá cho tổ ong bự rồi. Hy vọng tổ ong mà sượt nhiều mặt cả nhà ha. Khó vô đó nghe Tâm ơi. Xuống tàn hết trơn luôn, quá cho mặt tàn rồi đó mày, xuống tàn hết trơn luôn. Hả? Bự không? Gì? Thì sao bệnh gặp ổn? Cắt không đi, cắt tàn hết luôn. Đi, không đi. Cắt hết tàn luôn á. Cắt gọc ra luôn. Ừ, xuống tàn hết trơn cả nhà. Hai cái lỗ này nè cả nhà, hai cái lỗ này là em khoét một hõm. Cắt hết tàn luôn nha. Cắt ở dưới trước. Ông này không tỉa đâu. Ông này nó xuống tàn hết rồi cả nhà, bắt buộc lấy hết tàn luôn. Nặng không Tâm? Không nặng à? Chắc từ từ thôi. Nặng không? Không thôi.
Đi sẽ đi rồi đó. Mấy em lấy xong rồi cả nhà, mấy em ra thôi. Bự không sao? Lấy chưa? Hả? Dưỡng tháo lấy chưa? Lấy rồi. Đi qua đó luôn, qua đó luôn. Nãy giờ mấy anh em cắt được ngỗ xuống tàn cả nhà. Điện sáu cắt được ngỗ có lít rưỡi. Giờ thì ba người đi chung một đường. Nên anh Dũng anh nghĩ anh không có, anh mệt rồi, anh không đi nổi cả nhà. Điện sáu em đang ở bên đó. Em đang ngồi gần hố ông cách có 5 mét. Ông này thì mấy anh em cắt rồi hết quận rồi. Điện sáu em đang đi qua đó cả nhà. Hầm hết biết rồi thôi. Có khách không? Thấy con mặt không? U ha. Có ông mình cũng đó đó cả nhà. Vô lấy luôn cả nhà. Có lấy thao rồi chưa? Ồ. Tôm con mặt bự quá nhá. Bự lắm á. Mô. Không nhỏ đâu. Trắng rồi không? Chưa thì cũng có cả rưỡi 2 lít. Thổi khó bên đây cái. Hả? Bắt sâu nó hả? Bên đây ô mặt chạy tàn hết trơn luôn mà. Chạy vô tới vô sâu luôn, hút sâu luôn mà. Kèo này chịu áo óp nữa là mặt, chịu là mặt. Hai lít. Một khói hồng rồi. Thẻo vô luôn đi. Mấy cục đó thôi. Ở này nó xiên mà đâu lấy hết được. Gì? Cái nẻ. Cái nẻ không quen đào dữ dằn. Cục đó 2 lít đấy. Ông này nó có ổ, nhà mổ nó cũng làm xiên lắm, nhà mổ cũng làm biếng, trâu ấy. Mà nuôi cha nó. Chưa không mặt lên nữa cả nhà. Là mặt. Đẹp không? Đẹp không? Chạy lần sau chạy hết mặt tàn hết đây luôn. Ủa chạy hết mặt tàn luôn. Lấy xong rồi cả nhà, giờ ra thôi. Cái gì vậy? Cái nẻ vậy? Nẻ cốc cốc luôn hả? Cái này không lâu về nè. Em chứ xong. Anh im quá mà. Trời ơi, ta lại say nữa rồi. Ông này mà sửa tàn hết cái cục mặt luôn. Hết cái tấm tàn luôn. Cái này em không lấy hết đâu. Chạy tàn luôn mà. Trời ơi, cái cục mặt. Ông làm cái gì? Cảm thấy cái này hết trơn cả.
Trời, nó ngon. Gần trắng dồi, ở này có 2 ngày nó trắng dồi. Trắng. Chấm trắng dồi đó. Con này khoảng 2 lít nha cả nhà. À, vì sao đang đút đút lấy tôm rồi cả nhà. Quẹt hết cháy luôn hả vậy? Nè. Quẹt nè. Nè. Tôm rùi nằm hướng đó đó cả nhà. Tôm rùi này không lớn vậy sao? Mấy giờ mà làm lớn. Mặt không? Mặt gì thấy ghét vậy? Dao nè, bự nè. Ô, mặt bự quá kìa. Mặt chất lượng ha. Sao? Ô. Ăn đủ không? Ăn không hết đâu. Ngọt. Im im. Thôi đi thôi cả nhà. Cầm cái ngoài cái bỏ vô không? Bự không? Thì đó ngổ sao lấy được? Sao chui ra được? Hả? Bự không? Chui qua luôn được không? Ô có tàn rồi. Có tàn rồi. Đi về nhà. Không biết luôn, lấy luôn. Đi qua luôn. Qua luôn đó đó. Ừ. Chứ sao ấy được. Trong đây trong cái lùm này mà. Vậy là hôm nay không như không thấy hả? À? Hôm nay về rồi. Nhỏ mà. Vô mặt bự. Cái gì mà ruột. Nghe hơi á. Nghe hơi của mình đó, gặp tôm cả nhà. Tôm kèo cả nhà. Ồ có tàn. Tàn chắc hơi non quá thì sao? Hơi non thì cũng nổi. Ồ cũng bự, không đi đâu. Không đi. Cái dao bự nè, cắt cho nó tới. Tới chưa? Ừ. Khoét luôn hả vậy? Đặt hình đi. Những khoét trên giường có một miếng nữa nó không đi sao? Ai mà khoét kiểu gì kỳ. Không lấy cái thao cái hứng mặt không nổi. Đi. Bảo đảm. Cái kèo này dựng đi hôm nay vậy, không thăm nó nè. Ừ. Đó nó mới về có 6-7 ngày. Trắng dồi không? Trắng dồi là gì lâu rồi chứ. Ông ơi. Chưa bỏ vô nó lấy tới nữa rồi. Đâu? Chưa bỏ vô nó tới gặp nó hả? Quay nó. Bự không sao? Ủa thấy gì đâu? Chưa thấy gì luôn á. À. Ủa này bự dữ lắm rồi sao ơi. Ủa bự lắm à. Ôm cả nhà, ôm thứ hai luôn ha. Hai cây sát nhau luôn mà xuống hảo.
Sáng giờ mấy anh em mới lấy khoảng được 5-6 lít kìa cả nhà. Ồ, trắng dồi luôn rồi. Ông này vừa lứa lấy hết tiền đó. Phát luôn hả vậy? Ông này không có già. Lít mặt. Có không? Sao cũng ăn làm lép xẹp thấy ghét hả? Không đủ ông bông ăn hay sao? Là mặt gì hết rồi, đẹp lắm xích. Hai thành quả hai quả một cái này. Này lỗ nhỏ nè, còn lỗ này nó bự. Ồ, trứng dầu hết trơn cả nhà. Quá thì ngon rồi. Mấy anh em sẽ bỏ dầu trong trong keo ha. Trời ơi, mặt ngon cả nhà. Wow. Wow. Ngon cả nhà. Wow. Hết biết rồi, không biết gì mày. Hả? Ừ. Không biết sao mấy ngày đâu. Mấy anh em loại khúc thì gặp tối ông nữa cả nhà ơi. Con mình thì cắt rồi ha. Cắt rồi hết một quận rồi. Còn không cắt xuống lít mấy á. Mấy hai lít vậy. Bà tới luôn rồi. Nửa lít là thị. Ồ, con mặt mô quá thôi. Mô lắm. Ừ. Ừ, trắng dội hết trơn luôn. Quét thôi. Có sâu luôn hả? Nè. Ồ, con mặt cái đó hả? Cắt hết nhưng có lít rưỡi mà. Khoét á. Khoét đi. Nhìn sáu đang bắt sâu ha. Mặt trắng vô hết trơn luôn cả nhà. Ngon không biết không. Khoét 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 rồi cứ cắt nha. Lên cùng màu hả? Lên cùng màu hả vậy? Nhịt lá tìm sâu. Xem, đưa con thổi chứ. Chết thế vậy? Không quen chết dữ lắm á. Hết sâu chưa? Chưa cục nó lại phải không? Vậy chưa cục kia lại đi. Vì con cắt cục kia nó rớt luôn á. Ồ, đứt ngoài mặt. Chưa lại đi. Rớt 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 mặt ấy kìa. Nè, cầm cái này lên trước cắt luôn đi. Dạ. Sao đi ngược lại? Ủa đi ngược lại hay đi qua đó?
Ở bên đây nè, bên đây có con đứng nè. Chừa lại con mặt cả nha. Con mặt này cũng có lít mặt đó cả nhà. Vậy thế này nè, mà mấy anh em chừa lại sợ cắt nó đi. Nè, nó sâu nó ăn quá trời luôn. Lấy ông gùi luôn nè. Lấy đi ạ. Nó. Nó gùi qua lấy ông mặt luôn. Hả? Thấy chưa? Tôi cũng nói đó mà. Thấy chưa? Chỗ này chứ nữa nào. Đồ đó đó, ông mình néo ông này nè. Ở đây có ông nè. Gần không rồi. Nào. Mặt u quá đó. Già luôn rồi. Trời ơi cái tha bụi quét ra. Bóp xuống không nữa mà. Đứt rồi. U mặt hết biết rồi. U dán vô hết chân luôn rồi. U mặt đẹp rồi cả nhà ơi. Cắt từng miếng xuống quay gió đẹp nhé. Dao này dao nhỏ nè. Cắt từng miếng nhỏ nhỏ để miếng đẹp. Chiếc con đẹp nha. Ồ, tại 2 lít phẻ hay không? Hả? Bỏ thao xuống dưới đây. Bỏ thao dưới. Điện ấp lên để con không quay được. Ừ đúng rồi đó. Quả được mặt ngon cả nhà ơi. Quá. Quay lại luôn hả vậy? Qua luôn đi. Con đi mà. Ô ông này hổng anh em thấy lâu rồi. Giữ lấy dao con luôn phải không? Mà vừa cắt hết biết ha. Cắn vô không còn miếng luôn mà. Không còn lỗ nữa ha. Cắn hết chân vô luôn. Wow trời. Thằng quả tôm vừa cắt cả nha. Biết không? Vô ngon. Cắn vô hết trơn luôn cả nhà. Cả nhà coi giống như cái bánh giò lợn không nè. Xẻ ra như là mình đang xẻ bánh giò lợn cả nhà. Ôi, 2 lít. Chỗ này 2 lít được. Mà sao còn đẹp. Thấy nó luôn chứ được gì. Ông gùi cái nha. Ông gùi rất non thôi. Non chứ hôm nay mình lấy lâu rồi mà. Non. Không phải khổ cho nữa. Thank you.
Rồi lấy luôn ống gần luôn. Ống gần rồi lấy luôn ống mặt luôn nha. Ống này được như mặt nha. Giá chưa lành nổi nữa thôi. Được không? Ồ. Làm tụi em hẻo lỗ luôn nha. Đấy ơi, dọc xuống nữa nó đứt hết. Cắt cho đẹp đẹp ấy. Thì ở dưới 2 lít mặt, bên ngoài 2 lít mặt. Kèo này ác ha. Hoài. Xong đó hả? Chỉ thôi hả? Tôi nói được rồi. Tính có quýnh này. Ông gặn. Ông mặt ông rùi quýnh quá hả? Ông rùi đen hay gì? Ông rùi đen rồi. Ây da. Ui, cục mặt ngon hết đi. Quýnh mấy dịch. Sao những thổi khói mà quýnh dữ vậy? Thành quả đó cả nhà. Ồ vô mặt dữ ha. Xích gửi á. Khỏe. Gì? Không được, không được. Có gì đâu không được, nó bay thôi chứ nó đánh đấm gì. Biết rồi. Nó đang quạo quá. Giao nè, cái đó dễ. Không có mặt. Nó làm hiệp lép đúng mà. Về nhà hả? Hồi quên không biết đường về, nó không chỉ đường về nhà mày đâu. Nói vậy đó. Ông bày buồn chứ. Kéo dòng họ nó tới thì nó lấy cái nha. Về tới nhà nghe. Cái nhà ơi. Này dường sao có khách cắt tấm đàn về ăn cả nhà. Để khách ha, khách quý. Rồi sao gỡ lâu vậy? Đi gần mình đem rượu theo luôn trời. Dữ thiệt. Đây keo nữa cả nhà. Đây keo nữa. Nhặt mười mấy lít được. Gì không có gì. Có rồi, tâm.